Vâng, xin chào anh chị nhà đầu tư đến với chương trình Nhịp đập thị trường. Chương trình được tổ chức bởi công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct. Chương trình của chúng ta sẽ được tổ chức từ thứ hai cho đến thứ sáu hàng tuần trong khung giờ từ 16 đến 17 giờ hàng ngày. Thì tham gia chương trình ngày hôm nay với chúng ta thì tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Minh Linh, hiện tôi là chuyên viên của phòng tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay thì có anh Bùi Lê Văn, hiện anh Văn là trưởng phòng quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN-Direct. Thì hy vọng rằng những cái chia sẻ của anh Văn trong buổi ngày hôm nay thì sẽ có hữu ích cho anh chị trong quá trình mình giao dịch trên thị trường. Và nội dung chính của chương trình cũng gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là Linh sẽ đi điểm qua về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tiếp theo đó thì anh Văn sẽ chia sẻ với anh chị về thị trường cũng như là các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu mà có cái tín hiệu tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. Và cuối cùng là một phần rất quan trọng là phần Q&A, là anh chị có thể để lại câu hỏi và các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi. Và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại câu hỏi ngay trong phần chat, thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ. Và để đảm bảo cái chất lượng âm thanh trong khi mà tham gia chương trình và không ảnh hưởng đến các anh chị khác, thì nếu anh chị đăng nhập vào cái chương trình này thì anh chị vui lòng tắt mic để không làm ảnh hưởng đến chương trình ạ. Rồi, cảm ơn anh chị và Linh xin phép được bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Thì anh chị thấy là trong phiên dịch hôm nay thị trường của chúng ta duy trì được một cái tín hiệu nó cũng khá là tích cực trong gần như là cả cái phiên giao dịch buổi sáng và sang đến cái phiên giao dịch chiều. Tuy nhiên thì cũng giống như diễn biến của một vài phiên gần đây thì thị trường thường sẽ bị bán mạnh sau cái khung 2 giờ chiều. Thị trường bị bán khá là mạnh, đặc biệt trong phiên hôm nay có cái lúc thị trường chỉ số VN-Direct đã bị bán về giảm khá mạnh trong phiên ngày hôm nay. Và nếu nhìn về các cổ phiếu mà ảnh hưởng đến chỉ số thị trường chung trong phiên ngày hôm nay thì anh chị thấy rằng là chúng ta có Vietcombank là một cổ phiếu mà hôm nay có một cái tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi mà khiến cho chỉ số VN-Index giảm 1,4 điểm. Và bên cạnh đó thì các cổ phiếu như Vinhome, Sáp, Công Thương hay Hòa Phát thì cũng là những cổ phiếu mà ảnh hưởng ở chiều tiêu cực đến chỉ số chung. Ở chiều ngược lại thì Maxan, Techcombank, VROE và Phát Đạt thì cũng là những cổ phiếu mà tác động tích cực đến cái điểm số của index trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Thanh khoản tiền thị trường thì anh chị có thể thấy là gần như là cái thanh khoản của phiên ngày hôm nay so với phiên ngày hôm qua không có sự khác biệt quá nhiều ở suốt cái phiên giao dịch ngày hôm nay cho đến cái thời điểm mà thị trường có cái sự bán áp lực bán mạnh từ lúc 14 giờ thì chúng ta thấy rằng là cái thanh khoản của phiên ngày hôm nay tăng mạnh và vượt cái và cao hơn cái thanh khoản của ngày hôm qua. Chúng ta nhìn thấy thanh khoản ngày hôm nay chính là cái phần màu cam này. Đó, thì cho chúng ta thấy rằng cái phiên sau cái áp lực bán sau 2 giờ nó khá là rõ và cái có một cái lượng hàng cũng đã bị bán ra ở những cái thời điểm này. Nhìn về độ rộng thị trường thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái bức tranh nó cũng khá là tương đồng với cái thanh khoản vừa rồi. Khi mà cái mức độ phân hóa của thị trường nó cũng duy trì gần như là trong suốt cái phiên giao dịch buổi sáng so sang đến buổi chiều, khi mà có đến duy trì từ 40-50% số lượng cổ phiếu tăng giá, và càng về từ 1:30 trở đi cho đến lúc 2 giờ chúng ta thấy khối lượng cổ phiếu thị trường bị bán và khiến cho khối lượng cổ phiếu giảm tăng lên, có những lúc cao nhất là đến 6-7%, và cái số lượng cổ phiếu tăng giá chỉ còn lại khoảng tầm hơn 2-3%, và sau đó thì thị trường có hồi phục trở lại trong phiên ATC. Và chốt phiên thì có đến 50% số lượng cổ phiếu giảm giá trong phiên ngày hôm nay. Thì khối ngoại hôm nay có một cái phiên bán ròng khá là mạnh, bán ròng đến hơn 1.300 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Thì trong đó tập trung vào chủ yếu các cổ phiếu như Hòa Phát này, hay là Vinamilk, các cổ phiếu Hòa Phát, Nam Long, cổ phiếu mà bị bán ròng khá mạnh trong phiên ngày hôm nay. Hơn 235 tỷ. Nhìn về cái bức tranh về vốn hóa này thì trong phiên ngày hôm nay cái áp lực bán của thị trường nó đến từ phần lớn là đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, chị thấy đều chủ yếu là vốn hóa lớn. Trong đó chỉ có một vài cổ phiếu tích cực như là Techcombank, Masan này, VROE hay là Vietjet, Tiên Phong Bank, những cổ phiếu mà có tiền tích cực trong phiên ngày nay, còn đa số các cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn thì đều giảm điểm trong phiên ngày hôm nay. Thanh khoản phiên giao dịch ngày hôm nay trên chỉ số trên HOSE cũng tăng khá là mạnh lên gần 24.000 tỷ trong phiên ngày hôm nay. Nhìn về nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm trụ thì anh chị thấy rằng trong phiên ngày hôm nay thì
gần như là cái áp lực ở nhóm này cũng khá lớn khi có đến 17 mã giảm giá. Và cái nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm mà chúng ta đang kỳ vọng rằng là sẽ có một cái nhóm dẫn sóng để chỉ số có thể có một cái sự bứt phá ở ở cái vùng giá này. Thì nhóm này trong phiên ngày hôm nay có sự phân hóa khá mạnh. Trong đó chúng ta có thể kể đến những ba cổ phiếu STB, Tech và Tiên Phong. Ba cổ phiếu nó duy trì được cái đà xanh ngày hôm nay. Trong cái chiều hướng ngược lại thì Vietcombank là cổ phiếu bị bán khá là mạnh. Và các cổ phiếu khác như là BIS hay là Công Thương, HD thì cũng HD Bank cũng là giảm trong ngày hôm nay. Phát Đạt thì vẫn duy trì được tín hiệu khá tích cực trong trong một vài phiên gần đây. Bên cạnh đó các cổ phiếu như Masan và PNG cũng có duy trì được sắc xanh. Nhìn về cái thị trường chung, anh chị sẽ nhìn một cái bức tranh nó lớn hơn, vì về thị trường chung ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ thấy rằng là đây, nếu mà chúng ta nhìn về khung khung đến 1 giờ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chỉ số VN Index của chúng ta nó vẫn đang giao dịch trong một cái vùng giá từ 1.390 cho đến 1.400 điểm. Và phiên này là có một phiên là đã có cái thời điểm mà chỉ số của chúng ta về mức thấp nhất đâu đó quanh 1.375 điểm, và nó test lại cái vùng mà vùng đỉnh trước đó đã vượt của VN Index, đây là vùng này. Và cuối cùng là một cây nến rút chân rất là mạnh ở ở cái cuối phiên giao dịch ngày nay, và chúng ta đóng cửa ở mức 1.393 điểm, nó vẫn nằm trong một cái vùng dao động này. Nhìn chung thì cái diễn biến trong phiên ngày hôm nay thì cũng ngoài cái cú mà bán mạnh sau 2 giờ và sau đó rút chân trở lại, thì anh chị nhìn thấy rằng trong 2, 4, 6, 7 phiên gần đây thì gần như là cái thân nến của chúng ta đóng cửa, các phiên giao dịch đóng cửa một thân nến nó khá là nhỏ, cho thấy một cái sức giằng co của chỉ số ở quanh cái thời điểm hiện tại. Và đến sau cái phiên ngày hôm nay, phiên đóng cửa ngày hôm nay thì thị trường nhìn chung vẫn vẫn duy trì những tín hiệu tích cực, chưa có phát đi một cái dấu hiệu gì quá quá đáng lo ngại ở thời điểm hiện tại. Thanh khoản thì phiên hôm nay có cái sự gia tăng trở lại so với cái phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên thì thị trường cảm giác anh chị sẽ giao dịch thị trường ở thời điểm này, anh chị sẽ có cảm giác rằng là sẽ rất là khó chịu. Rất là khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì là thị trường thực sự là chưa có một cái nhóm nào đủ nhóm 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 cổ phiếu lớn ấy, đủ để dẫn dắt thị trường, để chúng ta đảm bảo rằng thị trường có một cái sự tăng giá bứt phá ở vùng này. Thời điểm hiện tại thì trong tuần này, ngày mai sẽ là cái ngày giao dịch đáo hạn của phái sinh, và cũng là cái tuần mà sẽ bắt đầu công bố kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Sau đó thì khả năng thị trường nó sẽ tiếp tục có những tín hiệu phân hóa ở thời điểm này. Và hôm nay là cái ngày mà cũng khai mạc kỳ họp Quốc hội, và thông thường thì trong cái thời điểm mà kỳ họp Quốc hội diễn ra thì thị trường cũng không có những biến động gì đó quá lớn ở thời điểm này. Các nhóm ngành thì nhìn chung vẫn vẫn duy trì được những cái tín hiệu, ví dụ như là nhóm cổ phiếu về phân đạm thì vẫn có những cái tín hiệu nó khá là tích cực. Trong khi đó nhóm cổ phiếu chứng khoán thì trong phiên ngày hôm qua nhóm cổ phiếu này có tích cực trở lại, tuy nhiên thì phiên nay cũng đang trong quá trình điều chỉnh giảm trở lại sau phiên ngày hôm qua. Tuy nhiên thì tín hiệu nó chứng khoán thực sự nó đáng ngại thì hiện tại. Vâng, thì Linh vừa trao đổi qua về cái diễn biến thị trường trong sau phiên ngày hôm nay. Thì anh Văn, anh có thể chia sẻ một chút với các nhà đầu tư quan điểm của anh về thị trường và các nhóm ngành nổi bật trong phiên giao dịch ngày hôm nay không ạ? Xin chào Linh, cũng lâu rồi hai anh em mình mới lại ngồi cùng nhận định thị trường. Trong phiên hôm nay thì nó là một diễn biến tiếp tục của những cái trường hợp của các phiên trước. Ví dụ như mọi người đều có nghe cái câu nói về gọi là sốt về chiều. Thực ra là hôm nay thì cái trạng thái của index, thì đây mình sẽ bật cái trạng thái index ra cho mọi người coi. Và nếu như mọi người để ý trong khoảng thời gian nhiều ngày trở lại đây thì cái lượng mà tác động chính của nhà đầu tư nước ngoài đến cái trạng thái của VN-Index nó rất là rõ ràng. Ví dụ như từ ngày 13 đi, từ ngày 13 tháng 10 thì bắt đầu đã bán ròng 500 tỷ, 600 tỷ, và trong 3 phiên trở lại đây thì cái mức độ bán ròng nó ngày càng mạnh hơn. Và nếu như mọi người để ý kỹ hơn nữa để trong phiên thì mọi người thấy là thường á, bắt đầu từ 1:30 đến 2 giờ là cái đà bán sẽ ngày càng mạnh hơn. Hôm qua thì mình cũng có thống kê, và mấy ngày trước mình cũng có thống kê, nó dẫn đến là cái trạng thái của index này, cứ sau 1:30 2 giờ là bắt đầu bán rất mạnh, còn sau đó nó có hồi hay không mình thì chưa biết, nhưng mà lực bán là rất rõ. Vậy nó bán nó đến từ đâu? Thì đây các bạn có thể tham khảo một cái bài viết của trên trang web nhà đồng hành, thì nó liên quan đến kỳ review của đây các quỹ ETF sẽ review như thế nào. Thì trong tuần này thì nó cũng có liên quan đến review của đáo hạn chỉ số phái sinh VN30, rồi đến các quỹ. Thì ở đây nó có một cái danh mục, thì ở đây mọi người sẽ thấy này.
là đây danh sách các cổ phiếu được thêm mua vào bán ra, thì trong đây có khá nhiều cái biến động thay đổi rất là lớn, khá nhiều cái biến động thay vào rất là lớn. Ví dụ như ở đây có là trường hợp của CMF nè, là sẽ bị bán ròng khoảng 8 triệu rưỡi cổ phiếu nè. Ở trên có FPT và MWG thì cũng bị hạ tỷ trọng xuống của quỹ VN Diamond nè. Đó thì khi mà mọi người xem xét những cái trạng thái này thì thật ra thông tin này nó có từ trước rồi, nên khi mà mọi người để ý đến những thông tin này về giao dịch lớn như của quỹ trong các kỳ review hàng hàng tháng thì mọi người cũng sẽ hình dung được là cái trạng thái thị trường nó đang biến động như thế nào liền. Thì đây nó thấy rõ là áp lực của nhà đầu tư ngoài đang trong kỳ review, dẫn đến là cái trạng thái của index khi mà tăng lên đó, trạng thái index của khi VN Index đang tăng lên như vậy nè, những phiên bứt phá lên 1.400 điểm rất là khó khăn, thật sự rất là khó khăn. Và đó là cái điểm mốc mà mình muốn chia sẻ với mọi người là về trạng thái thị trường. Còn một yếu tố nữa mà mình muốn đưa cho mọi người góc nhìn là mọi người thấy là từ trạng thái, từ thời điểm mà mình vẽ một cái dọc đứng như vậy trở đi thì nó nhìn chung là index tăng điểm. Vậy vấn đề tiếp theo là trong giai đoạn index tăng điểm mọi người kiếm được tiền như thế nào, đúng không? Mọi người kiếm được tiền như thế nào? Vậy thì các bạn phải làm sao? Các bạn phải kiểm tra coi trong giai đoạn đó thì index nhóm nào nhóm tăng điểm. Thì đây có một ví dụ mình thấy khá là hay. Mình có thống kê thì trong cái giai đoạn từ đầu tháng 10 đến bây giờ thì mình thấy là nhóm chứng khoán tăng 8.5%. Nhóm tăng mạnh nhất là liên quan xây dựng và xây dựng điện. Rồi nhóm tiếp theo nhóm thép, nhóm phân bón tăng 10%. Rồi nhóm cuối cùng là nhóm bất động sản khu nghiệp, thì trong đó bất động sản cũng tăng 11, bất động sản và bất động sản khu nghiệp nói chung là tăng trên 10% hết. Đó là từ đầu tháng giờ. Còn những nhóm tiếp theo như là xây dựng nè, thép nè, rồi phân bón nè, thì ngoài ra có nhóm nhỏ mang tính chất nhỏ lẻ thì các bạn vẫn sẽ thấy như là thủy sản, như là công nghệ, như là dầu khí đó, rồi các nhóm khác. Thì khi mà các bạn phân biệt như vậy thì bạn bắt đầu là liệt kê ra trong giai đoạn hiện tại thì nhu cầu cái gì đang nhiều và nó xuất phát từ đâu. Thế bạn thấy là riêng liên quan đến các nhóm như là nhóm xây dựng, nhóm bất động sản thì nó lại liên quan đến chuyện là đầu tư công và vấn đề là việc người ta tìm đến các tài sản. Thường cái nhóm nhóm liên quan đến chu kỳ, nhóm bất động sản đó, thường là toán quý 3 quý 4 rất là nhiều, nên là dẫn đến là cái trạng thái là người ta sẽ có kỳ vọng nhiều vào nhóm bất động sản trong quý 4 sắp tới. Còn đối với nhóm mà liên quan đến như là sắt thép, phân bón hoặc là hóa chất ở đây thì nó không có tính đại diện, nhưng mà có phân bón và sắt thép thì nó lại liên quan đến việc là nhu cầu từ phía EU khi hồi phục nền kinh tế, từ phía Trung Quốc khi hồi phục nền kinh tế, họ cần nhu cầu về sắt thép rất là nhiều, do là Trung Quốc hiện tại đang cắt giảm những ngành nghề sản xuất mà gây ô nhiễm môi trường, thì trong đó có sắt thép. Rồi liên quan đến phân phân bón cũng có nhu cầu từ phía toàn cầu, là từ không chỉ là Trung Quốc mà cả các quốc gia đang phát triển khác. Tiếp tục là đối với nhóm chứng khoán thì hiện tại mọi người thấy là chứng khoán đang có gì? Chứng khoán đang có kết quả doanh ra, và mới nhất là VN Direct ra kết quả doanh nè. VN Direct ra kết quả doanh, rồi VCI ra kết quả doanh, rồi chứng khoán một số doanh nghiệp chứng khoán ra kết quả doanh rất nhiều. Thì ở đây mình có thể kiểm chỉ cho mọi người một cái kênh để mọi người có thể kiểm tra nha. Mọi người có thể kiểm tra quanh đây nè. Mọi người lên trên đây kết quả doanh. Các bạn chọn như này, các bạn sẽ có trang Vietstock, nó có tổng hợp hết tất cả cho các bạn các doanh nghiệp ra kết quả kinh doanh trong giai đoạn gần đây đó. Thì ở đây nó sẽ có khá nhiều doanh nghiệp chứng khoán, thì các bạn sẽ lưu ý trên này có, thì trong đây thì mình sẽ có lưu ý một số trường hợp, ví dụ cây DGC này nè, là doanh nghiệp đang tăng trưởng rất là mạnh, đang tăng trưởng rất là mạnh nhờ footfall vàng đang lên, thì bắt đầu là các bạn link qua với trạng thái của DGC đó, thì các bạn thấy là đồ thị này bắt đầu là điều chỉnh và bắt đầu chuẩn bị tăng đó. Thì khi mà bạn kiểm tra liên tục những kết quả doanh từ trang web này thì bạn thấy những cái ngành nghề hoặc những cơ hội nó sẽ xuất hiện. Thì đó là view tổng hợp của anh về trạng thái thị trường trong trong thời gian qua, cả về mặt là phân biệt theo ngành,
cả về mặt là phân biệt từ nhóm trạng thái nghèo tương lớn đang tác động đến thị trường. Linh thì Linh thấy sao Linh? Vâng ạ, về cá nhân em thì em cũng thấy, em cũng khá là đồng tình với anh Văn về những cái chia sẻ vừa rồi. Tức là cái kết quả kinh doanh quý 3 là một cái mà các nhà đầu tư cũng nên quan tâm ở thời điểm hiện tại để chúng ta đánh giá các cơ hội mà khi chúng ta tham gia thị trường. Anh Văn thì anh có thể chia sẻ thêm một chút cái góc nhìn của anh về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay không anh? Ok, thì anh sẽ chia sẻ thêm cái vấn đề về thị trường. Thì trong ngày hôm nay, nếu mà đi kỹ hơn thì mọi người sẽ thấy vấn đề này. Vindex đúng không? VNDEX thì mọi người thấy là đơn giản là đây là trong cái kỳ review vậy, nhóm nào đang bị ảnh hưởng trong cái kỳ review này thì bắt đầu các bạn thêm một cái gì nữa, thêm coi cái biến động của ngày hôm nay. Ví dụ đây là biến động ngày hôm nay thì mọi người sẽ thấy nè, biến động của ngày hôm nay thì có nổi bật là nhóm phân bón ok vẫn đang tăng. Tiếp theo là gì? Xây dựng liên quan xây dựng điện, thép vẫn tăng, bất động sản vẫn tăng. Thì các bạn thấy là trong một ngày mà biến động mạnh như vậy, những thằng nào vẫn đang xanh là những thằng đó ok, là bắt đầu mình sẽ lưu ý cho nó có gì. Thì đây các bạn sẽ cùng mình đi kiểm tra, ví dụ như bất động sản, ví dụ đầu tiên là bất động sản. Thì khi mà kiểm tra nhóm ngành bất động sản thì các bạn làm một quest như vậy là coi nhóm ngành bất động sản có gì, mình sẽ đi kiểm tra nhóm bất động sản. À, bất động sản hôm nay có trạng thái gì hấp dẫn. Đây nhóm bất động sản thì các bạn thấy là một số cổ phiếu bất động sản mà thanh khoản cao á, mà vượt đỉnh á, thì nó sẽ có ví dụ như là EEC vừa ra kết quả doanh là tích cực. EEC vừa ra kết quả doanh tích cực và bắt đầu đang vượt vùng cản ngắn nè. EEC còn vùng một vùng đỉnh nữa là vùng trong 2021 vừa rồi, trong quý 2 vừa rồi EEC có đạt thì là vùng 32.8, thì hiện tại đang là 31.3. Thì là kết quả doanh của EC là ra là đang là hoàn thành 81% kế hoạch năm. Rồi tiếp đó là một số cổ phiếu như VRE cũng đang hồi phục nè. Bạn thấy không? VRE đang hồi phục nè. Rồi đến như cổ phiếu ở dưới thì có ITC nè, đang tăng giá mạnh mẽ. Các bạn thấy để nó cả đan xen cả nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu vốn hóa lớn. Đó, ở đây cũng có Nam Long thì dẫn đến câu chuyện là Nam Long, và mọi người thấy Nam Long hình thành một xuống rất tốt đúng không? Và chiều của Nam Long là chiều giữ, nắm giữ. Thì khi mà mọi người thấy như vậy xong, mọi người thấy là đúng, nhóm bất động sản giai đoạn này đang khá tích cực. Rồi PDR vẫn tiếp tục tăng lên, hướng lên mốc về đỉnh cũ và vùng giá 100, giao dịch ba con số. Rồi nhà Từ Liêm tăng chạm lên vùng 40 nè, vẫn đang xuống tăng nè. Thì khi mà kiểm tra ra thì các bạn thấy là nhóm bất động sản có rất nhiều con tăng. Vậy bắt đầu các bạn phải phân tích ra là khi mà phân tích nhóm bất động sản phải liên quan đến việc là các bạn phải check được là tiến độ bán hàng, rồi dự án nào hoàn toán trong quý này hoặc quý sau, là quý 4, và dòng tiền dự kiến về là bao nhiêu, lợi nhuận ra sao. Rồi khi từ đó các bạn dự phóng ra cái định giá cổ phiếu, rồi cái tiềm năng tăng trưởng cổ phiếu trong giai đoạn ngắn để các bạn đầu cơ giá. Đó là cái một số cái tip mà mình chia sẻ với mọi người về nhóm bất động sản. Cái điều tiếp theo là mọi người coi đến cái nhóm gì? Nhóm là xây dựng liên quan xây dựng. Ví dụ đây các bạn sẽ có nhóm xây dựng là một số cổ phiếu tiêu biểu như Đạt Phương. Đạt Phương vẫn đang tăng. Rồi BC1 xây dựng điện, BCG đó, liên quan đến, và hôm nay vẫn tăng. Thì đây là những nhóm mà mọi người thấy là liên quan đến điện nữa. Rồi thêm một nhóm xây dựng công trình như là HTN. Thì khi mà mình liệt kê như vậy, các bạn thấy là cơ hội đơn lẻ vẫn có và nó theo nhóm ngành. Cơ hội đơn lẻ nó vẫn có và theo nhóm ngành. Thì sau khi check hai nhóm ngành xong thì các bạn thấy bất động sản nè, rồi xây dựng nè. Vậy nhóm tiếp theo hôm nay nổi bật là phân bón. Phân bón thì các bạn đơn giản là xem Đạm Phú Mỹ đang xuống tăng tốt, dòng tiền vào tốt, mọi thứ đều tuyệt vời. Và theo một số thông tin về định giá của số công ty chứng khoán thì nó vẫn tiếp tục tăng trưởng. Vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh, thì việc của bạn là nắm giữ và follow theo xuống này. DCM cũng y chang như vậy luôn. Đó thì các bạn cứ
khi mà cổ phiếu đã hình thành xu hướng rồi thì các bạn cứ follow theo và dịch theo những cơ hội này, thì nó sẽ là cái cách giúp cho bạn kiếm được lợi nhuận khi tham gia thị trường. Tiếp theo là nhóm nào? Thép chắc chắn rồi. Nếu mà nói về thép thì mình sẽ chia sẻ với bạn là cổ phiếu quốc dân Hòa Phát. Hòa Phát đã vượt đỉnh nè. Hòa Phát đã vượt đỉnh trong quý 2 vừa rồi. Và hiện tại nè, Hòa Phát nè, đang test lại nè. Hôm nay có lúc test lại vùng 56 và sau đó rút chân lên đóng cửa 56,9. Và Hòa Phát thì nói chung là có rất nhiều bài phân tích, có rất nhiều câu chuyện để nói rồi, mình chỉ tập trung vào xu hướng thôi. Thì xu hướng dài hạn của Hòa Phát là đang xu hướng tăng. Và kết quả doanh của Hòa Phát quý 3 cũng rất tốt. Rồi triển vọng trong giai đoạn tiếp theo cũng tốt, nên dẫn đến là các bạn thấy là đơn giản đây là một phương án vừa tích sản, vừa đầu cơ, vừa đầu tư đều được theo xu hướng tăng, theo đà tăng trưởng của doanh nghiệp, và size rất lớn để mọi người có thể giao dịch. Thứ hai là cổ phiếu liên quan đến mạnh mẽ nhất của ngành, mạnh mẽ nhất của ngành là Nam Kim. Đây là cổ phiếu mình khẳng định luôn, mạnh mẽ nhất của ngành là Nam Kim và bây giờ vẫn đang trong xu hướng tăng, và mọi người chỉ cần follow xu hướng tăng này để mọi người kiếm được lợi nhuận khi đầu cơ giá. Nhóm cổ phiếu thứ ba có thể là liên quan Hoa Sen hoặc là VGS. Đó, thì đây là một số cái trường hợp đơn lẻ thì mình chia sẻ với mọi người. Thì khi chỉ cần là các bạn tập trung vô hai doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc một doanh nghiệp trong cùng một ngành mà thằng lớn nhất đã là đủ rồi. Thì đó liên quan đến ngành sắt thép. Vậy ngành cuối cùng nha. Ngành cuối cùng cần bàn đây là gì? Phân bón rồi, hóa chất rồi. Hóa chất mình vừa nói. Hóa chất ví dụ DGC thì mình chia sẻ luôn đi. DGC mình chia sẻ ở đây là cái câu chuyện là quý vừa rồi tăng trưởng khoảng gấp đôi cùng kỳ. Nhưng có một cái báo cáo của bên công ty chứng khoán khác vừa đưa giá là vùng 100 198, thì nó đến từ việc là cái biên lợi nhuận gộp của DGC trong quý tư này sẽ tăng rất mạnh và dẫn đến là cái tăng trưởng lợi nhuận trong quý 4 này của DGC sẽ còn tăng mạnh hơn nữa. Và đến là EPS forward sẽ nhiều và định giá PE khoảng đâu đó forward là khoảng PE 12. PE 12 thì dẫn đến là cái định giá so với vùng hiện tại là đang là 20 mấy thì rất là rẻ. Nên đây là một cơ hội đầu tư rất sáng cho mọi người, nó đi theo xu thế. Đi theo xu thế của nhu cầu về nguồn nguồn tài nguyên để sản xuất chip. Đó thì mình chia sẻ một số thông tin như vậy chi tiết cho mọi người coi. Bây giờ là cái thời điểm mà mọi người tập trung vào gì? Tập trung vào kỳ vọng trong tương lai. Và mọi người tập trung vào gì? Tập trung vào những nhóm ngành có nhu cầu, những nhóm ngành có nhu cầu trong nước và ngoài nước, để từ đó nó tạo động lực cho giá tăng theo tin tức, giá tăng theo lợi nhuận, hơn là việc mình yêu thích những cổ phiếu và những cổ phiếu đó nó đang trong giai đoạn xoay quay đi ngang hoặc là không có triển vọng cơ hội. Thì đó là một số chia sẻ của anh Linh ơi. Linh cảm thấy như thế nào Linh? Vâng, cảm ơn anh Văn. Nếu mà anh chị đã theo dõi chương trình này thì hầu như các chuyên gia của Hanrec đều hướng anh chị tới việc mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta giao dịch ở những cái cổ phiếu mà nó có cái chất lượng tài sản tốt, hay là những cái cổ phiếu mà nó có câu chuyện để tăng giá, hoặc là những cổ phiếu mà đang giao dịch tối thiểu là trong một xu hướng tăng giá, hoặc là những cổ phiếu đấy đang giao dịch ở những cái vùng đỉnh, thậm chí là vượt đỉnh lịch sử. Thì như anh Văn vừa trao đổi đấy, thì đó là một cái tip mà anh chị có thể cân nhắc để mình lựa chọn cổ phiếu khi mà mình tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán. Một cổ phiếu mà nó đáp ứng cả yếu tố về mặt cơ bản và cả yếu tố về mặt kỹ thuật, thì đó là một cái sự lựa chọn rất tốt để chúng ta có thể giao dịch theo 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 trend, chúng ta nắm giữ theo xu hướng. Tiếp theo thì đến phần Q&A trong buổi hôm nay. Thì có anh Long, anh có muốn hỏi về phân tích kỹ thuật của cổ phiếu PVChan và Hòa Bình ạ. Thì không biết anh Văn có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Ok. Thực ra PVChan thì là thuộc nhóm về vận tải dầu khí. Đơn giản mọi người thường á, cái cách đơn giản nhất là mình chia sẻ luôn trong quá trình mà mình nhận đến thị trường, thì mình cố gắng là mình lồng các kiến thức cơ bản vào cho mọi người cùng theo dõi. Để nhờ từ đó thì mọi người sẽ có cách tiếp cận phân tích nó đi đúng hướng hơn. Ví dụ các bạn nhìn về xu hướng của PVChan nè, các bạn bật khung tháng lên thì các bạn thấy là ở một xu thế lên lên rất rõ ràng.
Và cái này là một xu thế lớn. Thì khi các bạn chuyển sang không dạng không ngắn hạn để các bạn giao dịch, thì các bạn thấy là trạng thái này đang điều chỉnh, trạng thái đang điều chỉnh, và các bạn nên chờ các vùng điều chỉnh nó thiết lập xong và giá bắt đầu bật lên khỏi vùng hỗ trợ đó, thì lúc này là lúc các bạn có thể gia tăng tỷ trọng. Lúc này các bạn có thể gia tăng tỷ trọng để mà giao dịch cổ phiếu. Đối với trạng thái BV trend này là trạng thái đang xuống tăng trong dài hạn, và ngắn hạn thì đang trong quá trình điều chỉnh. Ngắn hạn thì đang trong quá trình điều chỉnh. Đó thì một góc nhìn chia sẻ như vậy. Rồi đối với cổ phiếu thứ hai mà Linh chia sẻ, Linh hỏi thì là HBC. HBC mình phải nói thiệt mọi người là cái câu chuyện này hình như là được cổ phiếu này được mọi người hỏi rất nhiều, đặc biệt là hỏi trong giai đoạn này nè. Thì mình lúc đó mình có request mọi người, mình có hỏi mọi người là tại sao mọi người lại quan tâm cổ phiếu này rất là nhiều. Mọi người quên mất là trong giao dịch, trong đầu tư lẫn đầu cơ, thì cái động lực đó, tức là nhu cầu để giá tăng nó phải xuất phát từ đâu, các bạn phải hiểu. Và mình không thấy nhu cầu và động lực để giá cổ phiếu HBC tăng, nên trong cái giai đoạn mà tăng lên như vậy nè, các bạn thấy là hầu như cái động không không có một phiên bùng nổ nào hết về giá. Và nếu mà xét kênh lớn hơn thì các bạn thấy hầu như trạng thái này đang trạng thái đi ngang, và cái cơ hội này không rõ ràng, xác suất nó rất là thấp, nên đến trong ngắn hạn việc các bạn khi mà nó không tăng thì nó bị đạp giảm là điều hết sức bình thường. Dẫn đến là cái cơ hội giao dịch ở cổ phiếu HBC này mình nghĩ là rất là thấp để các bạn kiếm được lợi nhuận, và đây không phải là một cơ hội giao dịch rõ ràng. Xong rồi lên đây. Vâng ạ, thì anh Văn đã vừa trao đổi rất kỹ về cổ phiếu PVChan và Hòa Bình, thì hy vọng anh Long đã có câu trả lời cho về hai cổ phiếu này. Tiếp theo thì một anh chị Nông Khánh Huyền thì có hỏi về cái chiều nắm giữ của cổ phiếu Công Thương và Nam Long ạ. Thì Nam Long thì anh Văn đã vừa trao đổi ở phần review lại thị trường rồi, thì Nam Long hay là nhóm cổ phiếu là một trong những cổ phiếu mà trong nhóm bất động sản mà đang có một cái đà tăng khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay. Thì rõ ràng cái chiều nắm giữ của Nam Long đang có lợi thế rất nhiều. Sau đó thì anh chị có thể tiếp tục nắm giữ với cổ phiếu Nam Long này. Thì anh Văn, anh có thể chia sẻ thêm một chút về cổ phiếu Công Thương không ạ? Ở chiều nắm giữ đúng không ạ? Đây là một cái chart của nhóm ngân hàng, tức là chỉ số đại diện cho nhóm ngân hàng. Thì các bạn thấy là chỉ số nhóm ngân hàng thì khi mà mình phóng to lên nha, phóng to cho mọi người thấy, thì khi các bạn nhìn vô trạng thái này các bạn sẽ thấy gì? Không có xu hướng. Linh nhìn vô rất rõ, Linh thấy là không có xu hướng đúng không Linh? Và nó có những cái vùng cản ở trên rất là nhiều, nên nếu các bạn đầu cơ theo xu hướng thì các bạn giờ này chưa phải cơ hội. Và nếu mà so sánh giữa CTG với là một cái chart của cổ phiếu đại diện cho nhóm ngành, thì các bạn ấn CTG thì các bạn sẽ thấy còn vùng còn thấp hơn nữa. Có vẻ hóa ra là CTG là cổ phiếu yếu hơn so với ngành nữa, yếu hơn so với ngành. Nên mọi người hãy cố gắng, sao hãy cố gắng giao dịch cổ phiếu mạnh trong ngành, mạnh nhất trong ngành. Ví dụ nha, mình sẽ ví dụ cho bạn một số cổ phiếu mạnh nhất trong ngành là Tiên Phong Bank. Nhìn vô các bạn thấy đang xuống tăng so với chỉ số gì? So với chỉ số Finlit này, financial chỉ số của ngân hàng đang đi ngang, thì cổ phiếu Tiên Phong Bank đang là hình thành một xuống tăng. Rồi tiếp theo, một option 2 cho mọi người là OCB, là đang có tín hiệu vượt đỉnh. Vượt đỉnh. Đây là một kênh sideways của phiếu tích lũy lại và dấu hiệu vượt đỉnh có. Thì khi mà các bạn thấy trường hợp như vậy, rõ ràng cổ phiếu này đang mạnh hơn so với ngành. Mạnh hơn so với ngành thì các bạn nên gì? Nên tập trung vào cổ phiếu có mức độ tăng giá mạnh mẽ hơn so với ngành. Biết đâu những cổ phiếu này cổ phiếu list. Vậy cổ phiếu quốc dân của nhóm ngân hàng mọi người quan tâm là Techcombank thì nó sao? Đây. Đây là một trạng thái Techcombank mà mình có vẽ cho mọi người lúc trong những lần mà livestream trước mình có chia sẻ. Thì đến bây giờ cổ phiếu vẫn chưa vượt cản. Chưa vượt được cái cản mà vùng khoảng 54, 53, 54 mà mình có vẽ sẵn. Còn cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu mang tính chất đầu cơ rất là cao, mọi người rất thích, là VB. Thì VB sau khi chia cổ phiếu xong, cổ phiếu thường xong thì đang một đà hồi phục tăng giá rất tốt, và trạng thái này là theo mình đánh giá đây là option thứ ba sau Tiên Phong, sau OCB là đến VB là đang hồi phục mạnh mẽ. Thì nếu như các bạn đầu cơ trong nhóm cổ phiếu này, đầu cơ có, đầu tư có, giao dịch có, tại mỗi câu chuyện ở nhóm ngân hàng đều là những cổ phiếu tăng trưởng hết, đều những con cổ phiếu gọi là đại diện cho nền kinh tế Việt Nam hết, thì đang trong giai đoạn là nếu mà nền kinh tế Việt Nam xấu thì nó cũng là thuộc dạng là
tốt nhất trong nhóm 6 và nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, nó là tốt nhất trong tăng trưởng. Thì đối với trạng thái của các cổ phiếu ngân hàng á, thì bạn chỉ cần là xác định trạng thái giá thôi, là nó có sức mạnh tốt hơn so với mặt bằng chung để mặt giao dịch. Thì mình liệt kê cho các bạn luôn là thứ nhất là Tinfonbank, thứ hai là OCB, thứ ba là VUBank để các bạn lựa chọn các bạn giao dịch. Còn những cái trạng thái khác thì các bạn nên chờ nó hình thành xu hướng của các bạn giao dịch. Vâng ạ, cảm ơn cái câu trả lời rất rõ ràng của anh Văn. Thì rõ ràng nếu mà nhìn trong cái câu trả lời của anh Văn thì anh chị thấy rằng là chúng ta có một cái tip để lựa chọn cổ phiếu rất là anh Văn đã chia sẻ rất là kỹ. Tức là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu mà đang khỏe, khỏe hơn trong ngành, thậm chí là khỏe nhất trong ngành. Thì nó thể hiện là gì? Thể hiện là trong ngành đó những cổ phiếu nào mà vượt đỉnh ngắn hạn trước đấy thì được coi là những cổ phiếu mà đang được khỏe nhất ngành. Ví dụ chúng ta trước đó chúng ta thấy Tinfonbank. Hôm nay chúng ta thấy là cổ phiếu thứ hai đã xác vượt cái vùng là OCB, đúng không ạ? Và tiếp theo là VPBank là một cổ phiếu đang giao dịch khá gần cái vùng đỉnh. Thì đấy chính là những cái cổ phiếu mà đang có những tín hiệu mà khỏe nhất trong nhóm bank ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta nên tập trung cái dòng tiền hay tập trung cái vốn của chúng ta vào những cái cổ phiếu đấy, thay vì chúng ta mua những cái cổ phiếu mà nó đang ở những cái trạng thái là sideways hay là trạng thái thậm chí là đi xuống của nhóm bank. Thì đó là những gợi ý của các chuyên gia dành cho những anh chị mà khi chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì không phải ở bất kỳ không phải chỉ riêng ở ngành banh hay bất kỳ ngành nào đó, thì đấy cũng là một cách mà anh chị có thể lựa chọn những cổ phiếu mà tốt nhất trong các ngành. Tiếp theo thì anh Nam Duy có hỏi về điểm mua vào cổ phiếu của Đích Tổng và Nhà Từ Liêm ở thời điểm hiện tại. Thì biết anh Ban có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Hai cổ phiếu này có hai vị trí rất là hay. Đối với nhóm ngành bất động sản á, thì mình chia sẻ với mọi người là bất động sản thì có hai khu vực trọng điểm. Thứ nhất là liên quan đến khu vực phía Đông Nam Bộ, là khu vực liên quan đến trục là Đồng Nai, Bình Dương và Rịa Vũng Tàu. Thì bây giờ là tâm điểm của nó, đầu tư công nó sẽ xoay quanh là khu sân bay Long Thành và một số dự án đường cao tốc xung quanh trục xung quanh cái tâm điểm là sân bay Long Thành, để kích hoạt là cơ sở tầng phát triển lên để giao thông rồi lưu chuyển hàng hóa nó thuận tiện hơn, nó tốt hơn. Thì ở đó thì DG là một trong những cái doanh nghiệp hàng đầu ở đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy là mình trả lời trực tiếp câu hỏi là DG mua được không, hiện tại DG nên chờ điều chỉnh, DG nên chờ điều chỉnh, tại vì đây là trạng thái mà giá đang tăng rất mạnh rồi và đã vượt đỉnh. Thì các bạn thường á, sau một quá trình tăng mạnh thì nó hay có điều chỉnh, hay có điều chỉnh xảy ra, và các bạn nên chờ cái nhịp điều chỉnh đó để confirm lại là đà tăng của cổ phiếu có còn xác nhận hay không, để các bạn giao dịch cổ phiếu DG. Rồi cái cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu Nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm thì nó lại liên quan đến một vị trí thứ hai, liên quan đến khu vực phía Bắc là thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thì Nhà Từ Liêm thì lại có những cái dự án ở khu vực Hạ Long, rồi một số các doanh nghiệp bất động sản khác mà mình có thể lưu ý là ở khu vực Hải Phòng, khu vực Bắc Ninh, những khu vực đó bất động sản rất hấp dẫn. Và khi như vậy thì các bạn thấy là cái động lực của Nhà Từ Liêm có, và hôm nay, hôm qua và hôm nay chính là bắt đầu xuất phát những điểm mua của nhịp retest tiếp theo của Nam Long, ấy của Nhà Từ Liêm và hình thành xu hướng tăng để trong ngắn hạn. Và các bạn khi mà các bạn lướt sóng á, thì ở phần trên cao thì mọi người đi tỷ trọng nó phù hợp thôi, để cho nó bảo đảm an toàn trạng thái tài khoản của mình. Còn thường các điểm mua thì nó sẽ xuất hiện sớm hơn, và các bạn mua những vùng đó thì cái trạng thái an toàn và tỷ lệ đi tìm của mình nó sẽ an toàn hơn, sẽ tốt hơn cho mọi người. Cảm ơn anh Văn ạ. Thì khi mà chúng ta xác định cái điểm mua này thì anh chị cố gắng mua ở những cái vùng giá nó tích lũy để chúng ta có một cái lợi thế khi mà chúng ta tham gia vùng đó, bởi vì ít nhiều chúng ta khi chúng ta mua vùng đó thì chúng ta cái nếu mà chúng ta sai thì cái rủi ro mà chúng ta bị thua lỗ nó cũng sẽ không quá lớn. Tiếp theo thì có một anh chị có hỏi về cổ phiếu CCL và cổ phiếu Kinh Bắc thì có tham gia được ở thời điểm hiện tại không ạ? Thì anh Văn chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ? CCL đang trong quá trình là hình thành trạng thái thoát khỏi gì? Thoát khỏi tích lũy. Mình nói tích lũy là mọi người hình dung vậy nè. Tức là cổ phiếu này đang có một cái trạng thái là tái tích lũy lại khi mà có xu hướng tăng mạnh mẽ trong thời gian qua. Xu hướng tăng mạnh mẽ từ 2020 đến đầu năm 2021, và sau đó thì sao? CCL có nhiều tháng là đi ngang và giảm điểm. Ở đây các bạn khi chuyển sang ngày các bạn thấy là đây là cái dân là cổ phiếu CCL giảm điểm này.
Rồi rồi sau đó là đây trạng thái hồi phục lên và đi ngang tích lũy lại, thì CCL vừa xong, vừa hoàn thiện cái việc là tích lũy xong, và bây giờ là những cái vùng bứt phá của CCL, và những vùng bứt phá này nó sẽ hình thành một cái đà tăng tiếp theo, đà tăng mới của CCL trong một xu hướng tiếp theo. Thì đây là một cổ phiếu là nếu các bạn mua tại những đúng những thời điểm này nè, ví dụ đây nè, là một điểm mua hoàn hảo của mọi người, và bắt đầu mọi người chỉ chờ nắm giữ thôi, tại vì bắt đầu nó có thể đi vào một chu kỳ tăng giá tiếp theo của cổ phiếu, một chu kỳ tăng giá tiếp theo nếu nó được ủng hộ bởi gì, nếu nó được ủng hộ bởi kết quả doanh tốt của nó nữa, thì đây sẽ là một cái phi vụ đầu cơ rất hấp dẫn của mọi người. KBC, đối với KBC thì nó có một cái hiện tượng xảy ra thì mọi người sẽ để ý nè. KBC đang có hiện tượng xảy ra là gì? Là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng liên tục và bắt đầu bán từ thứ năm tuần trước. Đây là thứ năm tuần trước, thứ năm, thứ sáu, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và do là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nên là mình có quyền đặt câu hỏi là cổ đông lớn của KBC có đồng thuận hay không, hay là kết quả nhân thứ ba của KBC có vấn đề gì không? Thì tại trên thị trường nó có khá nhiều tin đồn về việc là KBC sẽ hạch toán những cái phần mà lợi nhuận hấp dẫn á, chuyển sang quý tư so với quý ba. Nó tin đồn nhưng mình nói trước là tin đồn, nên đó là nó kết hợp với việc là trạng thái nhà đầu tư ngoài đang bán ròng liên tục, và nó cùng với nhóm những cổ phiếu mà đang bị nhà đầu tư ngoài bán, thì dẫn đến là trạng thái này nó bị điều chỉnh giảm. Đó thì mình gợi ý như thế. Thì đối với trạng thái này các bạn hỏi là có mua được hay không, thì theo mình thì đánh giá thì KBC là một cổ phiếu rất tích cực trong trung hạn, tức là trong từ giờ cho đến hết quý tư thì các gọi là các potential, các tiềm năng của KBC nó sẽ được hình thành, nên việc của mọi người là chờ cho quá trình điều chỉnh này nó kết thúc. Chờ quá trình điều chỉnh này kết thúc thì các bạn hoàn toàn phải chờ lúc mà nhịp nó bật lên trở lại thì các bạn có thể tham gia được đối với trạng thái của KBC. Tại vì những cái tiềm năng của KBC nó bắt đầu dần dần lộ ra cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thấy rồi. Thì đó là cái cơ hội mà các bạn, khi mà các bạn luôn luôn quan sát nó và chờ những cái điểm bật lên hỗ trợ cổ phiếu này các bạn giao dịch. Đây là cổ phiếu KBC. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn ạ. Thì ở dưới góc nhìn chia sẻ của anh Văn về của việc Quyên Bắc ấy, thì Linh có thêm một góc nhìn là thông thường thì khi mà chúng ta quan sát một cổ phiếu ấy, và chúng ta đã xác định, các chuyên gia đã đưa ra những cái vùng giá mà chúng ta có thể chờ, để chúng ta chờ đợi cổ phiếu điều chỉnh về cái vùng giá đó, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận là cổ phiếu đó đã xác nhận thành công cái vùng hỗ trợ đó và tăng trở lại, thì đó chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể tham gia đối với các cổ phiếu đó. Vậy điểm đó là cái điểm chúng ta đang có cái lợi thế khá tốt khi mà cổ phiếu vừa mới bật tăng từ cái vùng giá hỗ trợ mà đã xác nhận từ trước. Do đó thì đối với trường Vinh Bắc này thì anh chị có thể quan sát thêm cái diễn biến của cổ phiếu này ở cái vùng giá như anh Văn đã vừa trao đổi, vùng hỗ trợ ở trên, để chúng ta có thể quan sát thêm cái diễn biến giá ở vùng này, và chúng ta chờ một cái tín hiệu xác nhận của giá ở thời điểm hiện tại, ở thời điểm hỗ trợ đó, để chúng ta có thể tìm cái điểm để chúng ta mua vào. Thì đó là cái chia sẻ về cổ phiếu Vinh Bắc ạ. Tiếp theo thì một vài anh chị có hỏi về cổ phiếu HAH, thì anh Văn có thể chia sẻ thêm về một cổ phiếu Hải An này không ạ? Và theo anh thì nhà đầu tư nên làm gì đối với cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại? Cổ phiếu Hải An anh ạ. HAH nhầm. Vâng, HAH ạ. HAH vừa có thông tin. HAH vừa có thông tin hôm qua là DC Dragon Capital trở thành cổ đông lớn. Và sau hôm qua thì hôm nay bắt đầu giảm. Thì thực ra cái trạng thái này thì mình nghĩ là mọi người nên 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 cẩn trọng khi theo tin tức. Cái điều mà mình hướng mọi người đến là cái bức tranh lớn mà mọi người nên quan sát đối với các cổ phiếu khi mà giao dịch, mà tránh bị FOMO, tránh bị cái gọi là tâm lý là không mua sẽ hết hàng, và đặc biệt khi là những cái cổ đông lớn, những cổ đông mà có thương hiệu mua vào. Thì đó là một cái thủ thuật giao dịch mà mọi người phải lưu ý. Đối với trường hợp quay lại cổ phiếu của HAH thì mọi người thấy là cái xu thế của cổ phiếu HAH đang lên, đúng không? Rất rõ ràng. Xu thế về mặt dài hạn và tăng rất mạnh mẽ luôn. Rồi, đối với trạng thái hiện tại thì sao? Đối với trạng thái hiện tại, cổ phiếu là cổ phiếu tăng lên lại vùng đỉnh và hồi phục
từ vùng đáy là vùng này là dưới 60 lên trên đây trên 70, một nhịp rất là mạnh mẽ thì tăng khoảng hơn 10 giá. Thì như vậy là một nhịp tăng đầy đủ, và đến bây giờ thì trạng thái giá của phía phải thực hiện điều chỉnh. Cổ phiếu sẽ phải điều chỉnh là bình thường, và các bạn sẽ thấy các nhịp điều chỉnh luân phiên xảy ra nè. Các nhịp điều chỉnh luân phiên này xảy ra sẽ làm cho cái cho mặt bằng giá mới của HH được tạo nên, được xây dựng lên. Vậy động lực của HH tăng trưởng còn 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 rất nhiều, và với tình trạng là chuỗi cung ứng đang là tắc nghẽn thì HH có thể giải quyết được vấn đề đó, nên dẫn đến cái nhu cầu vận tải bằng đường tàu, đường biển với các đội tàu có sẵn và đang gia tăng của HH thì nó sẽ là động lực thúc đẩy cho đà tăng trưởng lợi nhuận của HH trong tương lai. Thì đối với trạng thái như thế thì các bạn chỉ là giờ gì? Các bạn chỉ cần biết cách kỹ thuật giao dịch. Thì các bạn thay vì các bạn đua ở những cái vùng đỉnh ở trên này, thay vì các bạn đua ở những vùng đỉnh đây, thì các bạn đây là những cách mà các bạn mua vùng đỉnh đây. Thì cái biên lợi nhuận của bạn không nhiều. Thì thay vì vậy các bạn nên chờ những cái vùng hỗ trợ, quá trình điều chỉnh nó giảm xuống, chờ những vùng hỗ trợ đó để các bạn bắt đầu mua vào. Khi giá bật từ hỗ trợ lên là một điểm mua thích hợp cho mọi người. Đây là vùng giá bắt đầu bật lên từ hỗ trợ này, là vùng thích hợp cho mọi người để có một cái khoản swing theo xu hướng nó rất tuyệt vời. Thì đây là cách mà mọi người có thể giao dịch được đối với trường hợp cổ phiếu HH. Và nó xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ nền tảng doanh nghiệp đang tăng trưởng và trong một chu kỳ lớn vẫn còn đang tiếp diễn, chứ không phải là kiểu như là ngắn hạn chụp dịch gì đó. Thì mọi người cứ giao dịch theo như vậy thì nó sẽ bền bền cho mọi người, thành cái view dài hạn hơn. OK ạ, cảm ơn anh Văn ạ. Anh có một cái chia sẻ rất hay về cổ phiếu HH. Thì cổ phiếu này nếu anh chị nhìn lại lịch sử, anh chị thấy là trong quá trình cổ phiếu nó tạo những cái vùng vùng giá tích lũy thì thường thường luôn luôn có cái thời điểm rất tốt để chúng ta có thể tham gia vào để mua cổ phiếu này, và chúng ta có cái lợi thế ở những thời điểm đó. Tiếp theo thì một anh chị có hỏi về cổ phiếu PGS và PET, thì anh Văn có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? BGS là kinh doanh khí hóa lỏng. Thì đối với mảng kinh doanh khí hóa lỏng thì mình sẽ nghĩ là mọi người nên lưu ý và nè, trong ngành khí ga, thì thực ra cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi nhiều nhất nếu như nhu cầu khí ga gia tăng, mình nói nếu nha, rồi mình sẽ phân tích cái nhu cầu đó xuất phát từ đâu đã. Nếu nhu cầu khí ga gia tăng và ngành đó hưởng lợi thì cái thằng độc quyền luôn luôn trong thị trường độc quyền thì người thì đó mới là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Thì các bạn phải lưu ý là trường hợp của gas mới là chính. Và nếu các bạn quan sát thì các bạn so sánh cổ phiếu gas này với cổ phiếu như là trong giai đoạn khoảng là 10 ngày trở lại từ đầu tháng 10 đến giờ thì các bạn thấy là ví dụ BGS này là điều chỉnh nè, rồi CNG nè điều chỉnh nè, BGC nè điều chỉnh nè, BGD nè điều chỉnh, mà riêng trường hợp cổ phiếu gas đi ngang và tăng thì các bạn thấy là bắt đầu các bạn thấy sự phân hóa rõ ràng giữa cổ phiếu gas với các cổ phiếu khí ga khác, kinh doanh khí ga khác trong ngành. Đó là một cái lưu ý đầu tiên mình nói. Rồi đến dẫn đến vấn đề là vậy BGS mọi người có nên giao dịch hay không? Mình nghĩ là không nên, tại vì cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu nhỏ, thanh khoản thấp, tài sản này thanh khoản thấp là đã một điểm trừ. Thứ hai là nó có lợi thế bằng cổ phiếu ga hay không? Không có. Dẫn đến là nếu các bạn đang nắm giữ thì mình có một lời khuyên chân thành là các bạn nên nên tìm cái điểm để các bạn thoát ra và các bạn đầu tư vào cổ phiếu gas thì nó sẽ phù hợp hơn. Còn một điều nữa là đối với ngành này có hưởng lợi không? Ngành này thì nếu mà xét ra với chu kỳ mà giá khí đốt đang neo cao như vậy, chu kỳ giá khí đốt đang neo cao như vậy thì nó lại liên quan đến việc là đầu ra của ga là đâu, đầu ra của ga thì liên quan đến các công ty nhiệt điện, thì ở Việt Nam có thiếu điện hay không, rồi cái nhu cầu mà nhiệt điện nó có nhiều hay không, rồi liên quan đến ngành thủy điện nữa, thì đó là câu chuyện khác. Thì mình chỉ nói là riêng nếu mà các bạn nói về ngành khí đốt toàn cầu đang lên, vậy đó là câu chuyện các bạn đầu cơ theo thông tin, mình chưa nói đầu cơ theo lợi nhuận. Cái bức tranh mình vừa vẽ là đầu ra của gas lên các doanh nghiệp khí đốt như là NT2, BVC gì đó là nó có được hưởng lợi không, thì nó có tăng sản lượng, nó bán được giá không thì mình chưa bàn.
Nhưng mà ít ra các bạn nếu đầu cơ theo giá, đầu cơ theo thông tin, đầu cơ thông tin từ giá khí đốt đang vẫn tiếp tục leo thang và tăng mạnh mẽ thì ga là một cái case rất là hay để bạn đầu cơ theo thông tin như vậy. Tức là nhu cầu của khí đốt sẽ càng ngày càng nhiều hơn và dẫn đến giá khí đốt toàn cầu vẫn neo ở mức cao, thì mọi người sẽ liên tưởng qua là đầu cơ của cổ phiếu gas trong ngành này sẽ là hấp dẫn nhất. Và cái perform của gas trong cái giai đoạn vừa qua so với các cổ phiếu cùng ngành thì mọi người cũng thấy cái điều kiện đó rồi, thì đó là cái cách mà mình hướng dẫn để mình chia sẻ cho mọi người luôn trong cái quá trình mọi người đầu cơ giá. Còn cổ phiếu thứ hai liên quan đến ngành cổ phiếu BES. Cổ phiếu BES thì nhóm ngành liên quan đến là bán bán lẻ thì phải, bán sỉ. Bán sỉ nó giống với trường hợp của DG World, FPT, FRT, FRT và MWG. Thì nếu như vậy thì mọi người sẽ thấy một trạng thái như vậy này. Các bạn coi chỉ số ngành. Các bạn coi chỉ số ngành thì đây nó có phần là chỉ số ngành của nó là đây, cổ phiếu ngành này. Đây là ngành ngành bán hàng không thiết yếu. Thì các bạn thấy là nó đang đang trong một cái xu hướng tăng và ngắn hạn thì đang điều chỉnh. Vậy các bạn so sánh với lại, nếu mình để ở đây nha, mình chuyển qua đây mình so sánh với cổ phiếu BES. Ở dưới mình sẽ để cổ phiếu BES để mọi người so sánh. Thì nếu như ok nó mạnh hơn trong ngắn hạn thì hoàn toàn các bạn có thể đầu cơ giá được. Ok, thì các bạn thấy là một cái mức độ này tăng này, nếu mà so độ dốc nha, mạnh hơn đúng không? Và các bạn thấy là ok. Cổ phiếu dần dần gì đang có một cái nhịp nhịp đẩy mạnh mẽ hơn so với cùng ngành. Thì ok, đây là một phương án mà mọi người có thể đầu cơ giá ngắn hạn được. Đầu cơ giá ngắn hạn tốt. Và các bạn chỉ cần kiểm tra hơn nữa về xu thế lớn thì các bạn sẽ xu thế lớn của BES vẫn đang là một xu thế tăng rất tốt. Trạng thái ngắn hạn cũng đang tăng, hoàn toàn các bạn có thể follow cái cơ hội này để các bạn giao dịch được. Đó là trường hợp của BGS và BES. Vâng ạ, cảm ơn anh Văn ạ. Thì ở đây có một anh chị hỏi thêm về ba cổ phiếu mà cũng đang rất là sáng ở trong nhóm thép. Thì trong đó có Nam Kim, Hoa Sen, Hòa Phát. Thì khách hàng này đang muốn tư vấn xem mình sẽ giữ con nào trong ba con này. Thì anh Văn có thể chia sẻ một chút về về câu hỏi này không ạ? Nếu như trong ngắn hạn thì các bạn giữ Nam Kim, các bạn đang lời nhiều nhất. Nếu như trong ngắn hạn các bạn đang giữ Nam Kim và tỷ trọng nhiều, các bạn đang lời nhiều nhất. Rồi trong ngắn hạn các bạn đang giữ Hoa Sen thì các bạn đang rơi vào trạng thái điều chỉnh cùng với lại Hòa Phát. Hoa Sen và Hòa Phát đều đang điều chỉnh. Nhưng mà mình hỏi các bạn hỏi là ba con này các bạn phải xem xét là các bạn quá trình các bạn đầu cơ đầu tư đi tỷ trọng phân bổ tài sản vào đây như thế nào nữa. Thì mình chỉ nói là đơn giản cái ngành này, ngành nghề này là đang có một cái gọi là siêu chu kỳ nó đang xảy ra, siêu chu kỳ đúng không, ngành sắt thép đang xảy ra. Vậy các bạn đi chi tiết hơn để trả lời cho việc là đi trả lời cho việc là nắm giữ ba cổ phiếu nào trong ba cổ phiếu này, các bạn phải đi chi tiết hơn nữa liên quan thằng nào có khả năng xuất khẩu càng mạnh mẽ càng tốt để mà giải quyết nhu cầu thép trong giai đoạn hồi phục của thế giới. Thì khi đó thằng đó sẽ có cái gì, sức bật về lợi nhuận, sức bật về vị thế trong ngành thép, không phải ở Việt Nam nói chung, không phải Việt Nam nói riêng mà cả toàn cầu nói chung luôn, thì đó mới là cái doanh nghiệp mà các bạn chọn. Thì nếu như nói về lợi thế cạnh tranh lớn nhất của cổ phiếu thuộc ngành này ở Việt Nam là Hòa Phát rồi, mình thì mình chưa kiểm tra cái vai trò của Hòa Phát trong cái ngành thép toàn cầu. Còn Hoa Sen với lại Nam Kim thì mình còn chưa nghe nói nữa, nên dẫn đến là nếu như theo những gì mình biết thôi nha, những gì mình đang biết thì các bạn nếu mà đi vào trong chu kỳ của thép mà gia nhập với thị trường thế giới thì Hòa Phát sẽ là một cái ưu tiên hàng đầu của mình. Thì đó là chia sẻ của mình. Còn đối với chiều giữ của LHG và DHC, DHC thì đang bật lên từ hỗ trợ và các bạn hoàn toàn có thể bắt đầu. Đây là điểm mà mình hay nói là quá trình điều chỉnh nè, bật lên từ hỗ trợ nè. Đây là lúc các bạn có thể là nếu giá hồi phục tăng lên trở lại, các bạn có thể mua lũy tiến theo. Các bạn bắt đầu mua lũy tiến theo được. Còn đối với trường hợp của cổ phiếu là LHG
LSG thì đây là cái vùng nè xuống tăng trong dài hạn, mọi người thấy rồi, và việc của mọi người là follow theo xuống tăng này, đây là một cơ hội giao dịch tuyệt vời. Các bạn chỉ cần là follow và giao dịch theo cổ phiếu LSG là được. Câu hỏi của bạn Quỳnh Đinh Như, toàn những cổ phiếu xịn không? Đúng rồi ạ, toàn những cổ phiếu hot ở trên thị trường hiện nay, và hầu như là toàn những cổ phiếu trong nhóm ngành hot và đều vượt đỉnh. Nắm giữ cổ Còn phiếu đó chúc thì mừng chắc chị chắn nhé. là danh mục của bạn đều đăng lời hết rồi. Chúc mừng chị đã lựa chọn những cổ phiếu nó đang là gần như là khỏe nhất thị trường ở thời điểm hiện tại rồi. Chị cứ theo cái tư vấn của anh Văn thì chị cứ ưu tiên chị nắm giữ những cổ phiếu đấy thôi, Long Hậu hay DHC đều là đang ở những cái trạng thái nó rất là tích cực. Còn cái ba cổ phiếu về ngành thép thì trong đó nếu mà chúng ta ưu tiên theo nắm giữ dài hạn thì Hòa Phát đang là một cổ phiếu mà có cái lợi thế là cạnh tranh lớn nhất trong ngành, thì chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn Hòa Phát hơn. Còn trong ngắn hạn thì cái đà tăng giá hay cái quả Nam Kim nó đang được là khỏe tích cực nhất trong ba cổ phiếu này, thì đó là những cái chia sẻ của các chuyên gia về ba cổ phiếu đó để chị cân nhắc. Câu hỏi của chị anh chị Dũng về cổ phiếu Kinh Bắc thì vừa rồi anh Văn có chia sẻ rồi, thì ở chiều nắm giữ cổ phiếu này thì anh Văn lại có chia sẻ gì thêm ạ? Vừa rồi chúng ta chia sẻ góc độ là cơ hội để chúng Đối với ta. chiều nắm giữ của KBC thì mình nghĩ là tùy vào giá vốn của bạn nha. Tùy vào giá vốn của bạn nữa. Nếu giá vốn của bạn ở trên 46 á, 45, 46 trở lên á, thì mình nghĩ là bạn nên chờ một nhịp hồi để các bạn thoát ra. Tại vì nó liên quan đến việc là hãy hãy kiểm soát rủi ro. Tại vì các bạn hỏi trong đang trong giai đoạn giá của cái điều chỉnh. Nên nếu mà chiều nắm giữ mà các bạn đang lỗ thì các bạn nên kiểm soát rủi ro cái phần đó kỹ lại. Còn nếu các bạn đang chờ mà mở vị thế mua mới, hoặc là bắt đầu là mình có những cái vị thế tích lũy ở dưới đây rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể chờ chờ khi mà giá bật lên từ hỗ trợ, các bạn sẽ mua lũy tiến lên, thì cái đó cái, lúc đó là cái cơ hội để các bạn tăng được tỷ trọng trong một cổ phiếu mà mình biết rằng cái chu kỳ của KBC nó còn rất là nhiều, rất là lớn, và cái gọi là cái tiềm năng của KBC nó rất là rộng đó. Thì đó là chia sẻ góc nhìn của mình về 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 KBC. Ưu tiên là bảo vệ tiền trước nha mọi người. Đúng ạ. Anh có một cái anh Văn nhấn mạnh một cái rất là hay, khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta phải cái đầu tiên là chúng ta phải ưu tiên chúng ta có bảo vệ vốn đã, trước khi chúng ta nghĩ đến việc chúng ta tham gia vào thị trường, đúng không ạ? Ở đây thì anh Phạm Thiên Quang có một câu hỏi rất là hay. Anh muốn xin quan điểm chia sẻ về cơ hội đầu tư tốt trong quý 4 2021 và sang đầu 2022, thì không biết anh Văn có cái chia sẻ gì về cái câu hỏi này của anh Quang không ạ? Đầu tiên thì nếu mà mình sẽ đi trong quý 4 đi. Quý 4 thì hồi nãy em cũng có chia sẻ sơ sơ anh Quang rồi, là nếu mà xét từ góc độ mà từ đầu tháng 10 đến giờ thị trường tăng là nó xuất phát từ nhu cầu gì, thì khi mà thị trường tăng nó xuất phát từ nhu cầu gì thì mình thấy rất rõ một điều là cái này không phải là ngắn hạn, cái này không phải yếu tố ngắn hạn, mà nó đến từ việc là thật sự là cái nhu cầu mà thúc đẩy giá tăng nó rất rõ ràng. Thế bạn thấy là bất động sản rất rõ ràng, chắc chắn là những cổ phiếu liên quan bất động sản, và bất động sản ở khu vực nào, khu vực phía Đông Nam Bộ, khu vực phía Bắc, và bất động sản không phải chỉ bất động sản phát triển hạ tầng, gọi là phát triển nhà ở không, mà nó liên quan đến bất động sản công nghiệp nữa, liên quan đến bất động sản công nghiệp nữa. Vậy đối với hai khu đó thì có liệt kê là các cổ phiếu như sau. Ví dụ trong phía Nam khu vực Đông Nam Bộ thì liên quan đến SHC này, liên quan đến HDC đã tăng rồi nè, liên quan DIG nè, liên quan đến SJC, DIG là hai cổ phiếu đáng lưu tâm, và một số cổ phiếu khác nữa hiện tại thì chưa có nhớ để liệt kê nhiều được. Còn đối phía Bắc thì mọi người phải lưu ý đến nhóm cổ phiếu ví dụ như KBC liên quan đến khu vực ở đó. KBC có khu Tràng Cát ở Hải Phòng, rồi các khu bất động sản xung quanh khu Bắc Ninh, khu vực phía Bắc rất là nhiều. Rồi ở Hải Phòng thì các bạn sẽ có hàng loạt các dự án bất động sản của các công ty khác nhau, mà trong đó thì ở Hạ Long thì có khu đô thị của khu thị Lydeco của nhà Từ Liêm nè,
rồi một số doanh nghiệp bất động sản khác nữa. Ngoài ra thì có một số cái doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu của ngành, doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu của ngành như là Nam Long, KDH, và đặc biệt một cổ phiếu bất động sản rất tốt của ngành là Vinhome đang được định giá rất rẻ. Và theo một số báo cáo thì hoàn toàn các bạn có thể trả giá cho PE của Vinhome ở mức 12 là hoàn toàn bình thường. Và nếu như PE 12 của Vinhome thì đâu đó nó phải khoảng là giá là phải tầm là 106 so với vùng hiện tại đang 79 80. Thì đó là cái mà mình thấy là những cái cơ hội tiềm năng rất là lớn đối với nhóm ngành bất động sản và bất động sản công nghiệp nói chung. Thì đối với nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành liên quan đến dầu khí. Tại vì nhu cầu khí đốt và dầu khí từ giờ đến cuối năm còn rất nhiều cho hồi phục nền kinh tế. Ở trong đó thì có một bài báo mới nhất của SI đưa ra là dự đoán của Research SI đưa ra là dự phóng lợi nhuận của BSR sẽ là khoảng 5.700 tỷ trong năm 2021. Thì tính ra nó sẽ động lực gì? Nó sẽ là một động lực thúc đẩy cho giá cổ phiếu BSR tăng. Động lực. Và thực tế đã chứng minh là giá cổ phiếu BSR đang có gì? Đang có một cái nhịp, một xu thế mới. Và nó hoàn toàn có thể tăng, thúc đẩy cái đà tăng đó cho đến về vùng đỉnh cũ khi mới IPO. Và đà tăng nó đến từ gì? Từ giá vốn hàng bán rất rẻ. Nó chiếm là nếu mà giá trung bình hàng tồn kho của PR trong quý 3 là nó đang thấp hơn so với giá tại thị hiện tại đâu đó tầm khoảng trung bình là hơn 15%, mà tồn kho thì rất nhiều, tồn kho có lúc full công suất luôn và phải dừng sản xuất luôn. Và theo trong báo cáo đó thì đến tháng 9, 22 tháng 9 cho đến đầu tháng 10 thì bắt đầu nhu cầu trong nước đang ngày càng nhiều hơn, thì PR đã sản xuất full công suất trở lại. Và cái việc là PR thay thế gì, cái xăng mà PR sản xuất ra nó thay thế cho lượng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam, thì đó là cái thị trường của BR ở Việt Nam nó càng ngày càng lớn hơn, nó là cơ hội rất lớn. Rồi còn một nhóm ngành tiếp theo mà mình có thể chia sẻ là trong đây là phân bón và dầu khí. Không phải phân bón và hóa chất, thì đơn giản là cổ phiếu DGC. DGC thì trong DGC thì nó có một cái vấn đề mà mọi người sẽ lưu ý là ở đây nó liên quan đến gì? Ở đây liên quan đến việc là cái giá mà giao cái giá ký hợp đồng giao phốt pho của DGC trong quý 1, quý 2, quý 3 vừa rồi thì nó ở mức thấp, nó lật gáp rất nhiều so với giá thị trường. Và đến trong quý 4 á, thì cái giá nó bắt đầu trở lại, được điều chỉnh trở lại ở mức phù hợp, thì dẫn đến cái biên lợi nhuận gộp của DGC sẽ càng ngày càng lớn hơn. Và nó thể rất rõ trong quý 3 vừa rồi là lợi nhuận đã tăng trưởng gấp đôi, lợi nhuận đã tăng trưởng gấp đôi. Và mình kỳ vọng, và các báo cáo của công ty chứng khoán đều đưa ra chỉ ra một điều là kỳ vọng là cái biên lợi nhuận đó sẽ thúc đẩy cho lợi nhuận của DGC trong quý 3 này, trong quý 4 này sẽ còn tăng hơn gấp đôi quý 3 cùng kỳ, hơn quý 3 liền kề nữa. Tức là quý 3 vừa rồi là khoảng 480 tỷ thì nó còn khả năng là lên ít nhất là 1.000 tỷ. Cái đó là forward của các công ty chứng khoán. Thì mình thấy là cái động lực tăng trưởng của DGC càng ngày càng mạnh mẽ hơn, nó đến từ nhu cầu thế giới ngày càng nhiều hơn, và đến với là doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng những lợi thế đó. Thì đây là những cơ hội đầu tư hết sức tuyệt vời, cả ở khía cạnh là lợi nhuận, khía cạnh là đà tăng giá. Vậy còn những cổ phiếu khác thì nhóm ngành sắt thép là nhóm ngành siêu chu kỳ, và đặc biệt Hòa Phát là một cái cơ hội lớn nhất. Thì khi mà chia sẻ là như vậy thì các bạn thấy là ít ra là nó đã danh mục cho các bạn có thể như cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ đều phân bổ được rồi. Còn những cơ hội nhỏ nhỏ khác thì mình sẽ chia sẻ dần dần cho mọi người trong những buổi live stream khác, để mọi người có thể có những cơ hội khác. Còn đối với cổ phiếu như là OCB, thì nếu như anh Quang hỏi về khía cạnh là kỹ thuật về giá, thì hồi nãy thì em có chia sẻ là số 1, động lực tăng giá phải đến từ Tiên Phong Bank. Thứ hai là đến OCB, thứ ba mới là đến VB Bank. Còn đối với trường hợp của Techcombank là giá phải vượt gì? Giá bắt đầu phải có cái động lực là vượt lên vùng 50-54, thì may ra cái đà đó nó mới tiếp tục để thúc đẩy giá vượt đỉnh trong quá khứ. Tại vùng đỉnh này, cái vùng đỉnh này nó kẹp hàng rất là nhiều. Nếu mà xét theo bình thường là đây là một vùng cản rất là mạnh mẽ của cổ phiếu. Vùng cản này
thì nó sẽ làm chặn cái đà tăng giá cổ phiếu Techcombank rất là nhiều. Nên đối với trường hợp này á, thì Techcombank cần quá trình tái tích lũy hơn là thúc đẩy giá tăng lên. Tích lũy càng lâu thì cái vùng này á, nó sẽ càng mỏng đi, cái áp lực ở vùng trên cao nó sẽ yếu đi và cái cơ hội mở ra cho Techcombank trong dài hạn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó là chia sẻ về những cổ phiếu này, và DG thì em cũng có chia sẻ trong cái phần vừa rồi. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Vâng ạ, cảm ơn anh Văn đã có những cái chia sẻ rất là rõ về những cái nhóm ngành hay những nhóm cổ phiếu mà nó có được hưởng lợi hay là có tích cực trong cái quý 4 năm 2021 cũng như là đầu năm 2022. À, thì cảm ơn anh Văn đã tham gia chương trình và cảm ơn những cái chia sẻ rất hữu ích của anh. À, và cảm ơn anh chị nhà đầu tư đã dành thời gian để tham gia chương trình Nhịp đập thị trường của VN-Direct. À, và xin chào anh chị nhà đầu tư và hẹn gặp lại anh chị trong các chương trình lần sau ạ.